Kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 26 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Khai thác lợi thế ẩm thực trong du lịch biển, Việt Nam có thể thu lợi nhiều hơn từ ngành khai thác thủy hải sản. Chợ Viềng Nam Định, phiên chợ mua may bán rủi, một tâm điểm giao lưu văn hóa cộng đồng thu hút du khách. Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp thứ 35 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sáng nay ngày 26 tháng 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn nhiều ý kiến về dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án này đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 vừa qua. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành là cần thiết. Việc đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vị trí của Long Thành thuận lợi về nhiều mặt để xây dựng. Đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối đã và đang được đầu tư. Trong đó trục lộ giao thông chính cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây vừa đưa vào khai thác. Tuy nhiên, đề nghị ra soát tính toán lại diện tích của dự án xem có cần thiết sử dụng đến 5.000 ha đất không, vì một phần lớn diện tích không liên quan trực tiếp đến dự án là 2.250 ha. Về tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn phân kỳ đầu tư, Chính phủ đã tiến hành rà soát lại đơn giá và mức đầu tư. Qua rà soát cho thấy, tổng mức đầu tư của dự án giai đoạn 1 là 5.236 triệu đô la Mỹ, giảm khoảng 2.601,6 triệu đô la Mỹ so với dự toán trình Quốc hội, với cơ cấu vốn là ODA 1.389,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 26,53%. Vốn ngân sách nhà nước là 578 triệu đô la Mỹ, chiếm 11,5%. Vốn doanh nghiệp cổ phần là 3.268,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 62,42%. Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, đảm bảo tính chính xác của tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án, tránh phát sinh lớn chi phí đầu tư khi thực hiện. Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ các phương án này, nhất là chính sách về đất ở và đất sản xuất của người dân có đất thu hồi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cùng với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xây dựng dự thảo nghị quyết về vấn đề này, trình ra Quốc hội để đảm bảo tính pháp lý cao. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có các ý kiến khác nhau của dự án luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc sẽ được xây dựng tại thị trấn Dương Đông. Cảng có thể tiếp nhận tàu chở 5.000 tới 6.000 hành khách, đồng thời kết hợp khai thác container hàng sạch. Vị trí xây dựng cảng hành khách rất thuận tiện kết nối giao thông, tạo nên một điểm nhấn cho đô thị Dương Đông trong thời gian tới. Dự báo nhu cầu hành khách đường biển quốc tế tới Phú Quốc có thể lên tới 105.000 đến 190.000 hành khách một năm, giai đoạn từ nay đến năm 2020. Việc nghiên cứu quy hoạch chi tiết một bến cảng cứng tiếp nhận tàu khách quốc tế tại Phú Quốc để có thể tiếp nhận hành khách trực tiếp kết nối với bờ là rất cần thiết. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 tới đây sẽ thu mua 1 triệu tấn quy gạo vụ đông xuân 2014-2015 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong quyết định mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo một số ngân hàng thương mại cho vay mua tạm trữ thóc gạo trong thời gian tối đa là 6 tháng kể từ ngày mua tạm trữ. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc gạo tạm trữ. Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao cho các thương nhân mua số thóc gạo tạm trữ nói trên, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong việc phân bổ chỉ tiêu và chỉ đạo hướng dẫn việc tổ chức mua tạm trữ thóc gạo. Sau khi Chính phủ có chủ trương thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo, thì giá lúa đông xuân tại đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu nhích lên. Thế nhưng, nhiều nông dân tại lại không được hưởng lợi từ chính sách này. Thời điểm này, giá lúa IR50404 đã tăng lên 4.200 đồng đến 4.300 đồng 1 kg. Nhưng vào thời điểm trước Tết thì lúa tươi loại này chỉ được thương lái đặt cọc từ 4.050 đồng đến 4.150 đồng 1 kg. Như vậy là cứ mỗi hecta lúa, nông dân tại thành phố Cần Thơ và nhiều địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long bị mất trên dưới 2 triệu đồng do bà con đã bán lúa tươi cho thương lái từ trước Tết.
Thưa quý vị, năm 2014, Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 6,3 triệu tấn gạo, đạt trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO dự đoán cho đến năm 2022, Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, không dễ để duy trì được vị trí này khi mà một số nước như Ấn Độ, Pakistan, Myanmar hay Campuchia đang thực hiện nhiều chính sách đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu lúa gạo. Trong cuộc trò chuyện mới đây với phóng viên truyền hình đối ngoại VTV4, trưởng đại diện FAO Việt Nam đã nhấn mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, đặc biệt là tái cơ cấu ngành sản xuất lúa gạo sẽ là điều kiện tiên quyết để nâng cao giá trị lúa gạo và cải thiện đời sống cho người nông dân Việt Nam. Xin chào ông. Thưa ông, xin ông cho biết xu thế cạnh tranh trên thị trường thế giới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến xuất khẩu gạo của Việt Nam? Cạnh tranh trên thị trường gạo thế giới sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nước xuất khẩu gạo, chứ không riêng gì Việt Nam. Theo đánh giá của chúng tôi, Thái Lan sẽ duy trì vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới trong năm nay và các năm tiếp theo. Còn Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong 3 nước dẫn đầu về xuất khẩu lúa gạo trong những thập kỷ sắp tới. Tuy nhiên, vị trí đó sẽ bị đe dọa bởi Ấn Độ, Pakistan, những nước đang có chính sách tích cực để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu gạo. Vậy đâu sẽ là những thách thức lớn nhất mà xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ phải đối mặt trong năm 2015? Có nhiều thách thức. Trong đó, áp lực giảm giá sẽ là thách thức lớn nhất đối với gạo Việt Nam, vì đa phần gạo Việt Nam vẫn chỉ là gạo chất lượng thấp, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn chung trên thế giới. Trong khi Thái Lan từ lâu đã tập trung phát triển gạo thơm và gạo chất lượng cao. Giá gạo xuất khẩu trên thế giới đã giảm mạnh từ nửa cuối năm 2014, không chỉ với các loại gạo trắng thông thường, mà cả các loại gạo thơm. Nhu cầu tại các thị trường nhập khẩu lớn đều tăng rất chậm. Các nước xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam đều đối mặt với sự sụt giảm đơn hàng đối với phân khúc gạo chất lượng thấp và trung bình. Theo ông, đâu là giải pháp để vừa duy trì xuất khẩu gạo, vừa đảm bảo thu nhập tốt hơn cho người nông dân Việt Nam? Hiện nay, Việt Nam có khoảng 10 triệu hộ nông dân sống ở nông thôn. 70% dân số Việt Nam sống nhờ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn nông dân Việt Nam còn nghèo. Trước đây, các chính sách của Việt Nam chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất tăng sản lượng. Nhưng trong tương lai, thu nhập của người nông dân cần phải là ưu tiên hàng đầu. Tôi đánh giá cao nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc tái cơ cấu ngành lúa gạo nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho lúa gạo. Cần khuyến khích người nông dân tham gia vào chuỗi giá trị, áp dụng những mô hình sản xuất lớn, trồng lúa chất lượng cao, tăng cường mối liên kết giữa người nông dân, nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam cần phải tập trung nâng cao chất lượng gạo thay vì chỉ chú trọng năng suất và sản lượng gạo xuất khẩu. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc đã và đang có những dự án gì để hỗ trợ giúp nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, thưa ông? Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển chuỗi lúa gạo từ sản xuất trên cánh đồng đến việc cải thiện cơ chế chính sách. Chúng tôi phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai nhiều sáng kiến và dự án, và quan trọng nhất là chương trình Zero Hunger mới được chính thức phát động ngày 14 tháng 1 vừa qua. Chương trình này đề ra mục tiêu không còn nạn đói ở Việt Nam vào năm 2025. Trong đó, tăng thu nhập cho các hộ nông dân sẽ là một trong năm ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trong đó có FAO, sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để đạt mục tiêu này. Xin cảm ơn ông. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam đã tăng mạnh, đạt mức 142,3 điểm trong tháng 2 và niềm tin tăng mạnh ở tất cả các chỉ số. Đó là thông tin trong báo cáo mới nhất của ANZ Roy Morgan về chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam. Có 58% số người được khảo sát kỳ vọng rằng tài chính gia đình họ sẽ tốt hơn vào thời điểm này trong năm tới. Tương tự cũng có 58% người tiêu dùng cho rằng tình hình tài chính của Việt Nam sẽ ở trạng thái tốt trong vòng 12 tháng tới. Thêm vào đó, một nửa số người tiêu dùng cho rằng đây là thời điểm tốt để mua các vật dụng chính trong gia đình. Các chi tiết của cuộc khảo sát khẳng định Việt Nam có thể lạc quan về khả năng thu hẹp khoảng cách giữa mức tăng trưởng thu nhập trong và ngoài nước trong năm nay. Bắt đầu từ ngày mùng 7 Tết âm lịch, các chợ và hệ thống siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại như bình thường, đặc biệt là giá rau củ, thịt, cá khá ổn định. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, cùng với sự ảnh hưởng từ chỉ số giá tiêu dùng CPI trong năm qua tăng thấp, thì việc dự đoán đúng nhu cầu mua sắm của người dân để chuẩn bị nguồn hàng cung ứng hợp lý trong thời điểm trước, trong và sau Tết của chính quyền thành phố là nguyên nhân chính giúp ổn định giá cả không chỉ trên địa bàn thành phố mà còn lan tỏa ra các địa phương khác trên cả nước.
Với người dân Thành phố Hồ Chí Minh thì có hai kênh chính để mua sắm hàng tiêu dùng thiết yếu, đó là chợ truyền thống và siêu thị. Các quầy hàng tại chợ Bến Thành đã mở cửa, tuy khách chưa tấp nập như ngày thường nhưng hàng hóa bày bán vẫn rất phong phú. Có một điều bất ngờ với người tiêu dùng là một số mặt hàng thường khan hiếm sau Tết như rau cải, xà lách đã không tăng mà còn giảm giá so với trước Tết. Rau cải mình đi chợ nè, so với trước Tết là rẻ hơn vài ba ngàn. Coi như mình cũng tiết kiệm được một phần, mình tiết kiệm được. Đó, mình mua những cái thứ khác vậy đó. Giá cả các loại cá, tôm tại đây cũng không tăng. Chỉ có giá thịt heo, thịt bò có nhích lên một chút nhưng không đáng kể. Mặc dù sau Tết thì nguồn cung hàng hóa chưa dồi dào, tuy nhiên bảng giá một số cái mặt hàng thiết yếu tại chợ Bến Thành thì vẫn ổn định. Thậm chí giá một số loại rau ở đây còn được điều chỉnh giảm. Trong khi đó, các hệ thống siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa từ mùng 2 Tết với nhiều mặt hàng phong phú không kém ngày thường là mấy. Từ rau củ, thịt cá đến gà nguyên con để phục vụ nhu cầu cúng kiến đầu năm. Và giá cả tại đây thì rất ổn định. Mình thấy mặt hàng đây nói chung là ngon, yên tâm, không phải lo lắng về giá cả. Theo các chuyên gia kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh vừa là thị trường, vừa là nơi cung ứng hàng hóa lớn của cả nước. Nên việc chính quyền làm tốt công tác bình ổn giá ở đây sẽ lan tỏa đến thị trường khác. Dự đoán được nhu cầu của người dân. Thứ hai, chọn lựa được doanh nghiệp là có khả năng cung ứng chất lượng tốt. Và thứ ba là hỗ trợ cho doanh nghiệp đó. Từ đó và cái chuyện này đã làm được nhiều năm lên cái tính chuyên nghiệp của nó cao. Và do đó làm giúp cho cái hàng hóa trên giá thị trường nó dồi dào và với một cái giá cả hợp lý. Cùng với sự điều hành của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, thì tính kinh tế thị trường ngày càng mạnh, yêu cầu các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ, nhưng giá ngày càng rẻ hơn. Bên cạnh đó, người dân cũng chi tiêu cho dịp Tết đầy đủ và tiết kiệm hơn. Thưa quý vị, hiện nay ở tỉnh Nghệ An, số lượng người dân sang làm ăn sinh sống tại nước bạn Lào và Việt Kiều từ các nước về quê ăn Tết rất đông. Vì vậy, sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, số người dân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của tỉnh Nghệ An để làm lại hộ chiếu tăng đột biến. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ cùng làm công tác tiếp dân và giải quyết nhanh gọn ở tất cả các bộ phận, không để cho người dân phải chờ đợi lâu. Mở thêm 3 bàn tiếp nhận hồ sơ để phục vụ người dân. Chỉ tính riêng ngày 24 tháng 2, tức là ngày 6 Tết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An đã giải quyết cho trên 1.200 người dân có nhu cầu làm lại hộ chiếu và giấy thông hành. Trong phần tiếp theo của chương trình, ứng dụng công nghệ khắc gỗ trùng tu di tích, đề tài của nhóm nghiên cứu trẻ trường Đại học Bách Khoa được đánh giá cao về ý nghĩa văn hóa xã hội. Chợ Viềng Nam Định, phiên chợ mua may bán rủi, một tâm điểm giao lưu văn hóa cộng đồng thu hút du khách. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, bà con ngư dân miền Trung ngay từ những ngày đầu năm đã trúng lộc biển do được mùa đánh bắt. Nếu như ngư dân ở tỉnh Hà Tĩnh trúng đậm cá vây bầu, sò lông hay là tép biển thì ngư dân ở tỉnh Quảng Trị lại trúng mùa cá cơm. Chỉ tính riêng từ ngày 30 Tết Ất Mùi cho đến nay, bà con ngư dân ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã khai thác được trên 200 tấn cá cơm. Với giá bán như thời điểm hiện tại, mỗi ngày ngư dân ở đây có thu nhập từ 70 cho đến 100 triệu đồng sau mỗi chuyến đi biển. Ngoài trúng lớn vựa cá cơm đầu năm, ngư dân tỉnh Quảng Trị cũng đã đầu tư thêm lưới vây để khai thác các loại thủy sản khác và phát triển thêm nhiều nghề phụ, chế biến, xuất khẩu nhằm đem lại thu nhập cao hơn. Như vậy là khai thác các nguồn lợi từ biển đang đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó phải kể đến lượng du khách tăng mạnh tại những thành phố biển trong những ngày qua, thêm một lần nữa khẳng định lợi thế của du lịch biển Việt Nam. Tuy nhiên, trong cách làm du lịch biển lâu nay, hầu hết các địa phương chỉ mới khai thác thế mạnh cảnh quan biển đảo mà chưa chú ý đúng mức đến những yếu tố khác. Ẩm thực biển là một ví dụ. Thậm chí có chuyên gia kinh tế còn cho rằng, bằng hoạt động du lịch, Việt Nam có thể xuất khẩu tại chỗ hải sản, mang lại lợi nhuận cho cả chuỗi sản xuất. Một đĩa thức ăn. Nhưng với rất nhiều người, đây như là tác phẩm nghệ thuật. Cá ngừ đại dương qua bàn tay của đầu bếp David Thái trở thành món ăn hấp dẫn và hơn nữa tạo nhiều cảm xúc. Những hạt muối màu xanh tựa như biển cả. Và trên đó là những con thuyền đầy hoa, lá. Cũng dễ hiểu, hầu hết du khách từ nhiều quốc gia. Khi có mặt ở đây, khó lòng từ chối món hải sản. Họ sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền tương đối trong tổng mức chi tiêu của chuyến du lịch để thưởng thức hương vị biển Việt Nam.
Hải sản ở đây rất tươi ngon. Chị nhìn vào đã thấy rất hấp dẫn. Sẽ là không trọn vẹn cho một chuyến du lịch nếu chưa được thưởng thức những món hải sản này. Khảo sát từ các đơn vị du lịch cho thấy, sự lựa chọn của du khách đối với các tour du lịch biển đảo bên cạnh các yếu tố cảnh quan thiên nhiên thì ẩm thực cũng là sức hút không hề nhỏ. Trong khi đó, với sản lượng hải sản khai thác mỗi năm của cả nước lên hàng triệu tấn, và hơn cả là nhiều hải sản có giá trị được cung ứng ra thị trường quanh năm, rõ ràng hải sản là lợi thế để phát triển du lịch. Một thuận lợi của Việt Nam là chúng ta có bờ biển dài. Hải sản là phần không thể thiếu cho hoạt động kinh doanh du lịch của người dân địa phương, của các khách sạn, nhà hàng. Mọi người có thể làm giàu từ nguồn hải sản đó. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Anh, người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu thị trường thủy sản cho rằng, với đất nước 90 triệu dân, sản lượng thủy sản tiêu thụ ở thị trường trong nước có thể tăng lên, chứ không dừng con số 1 triệu tấn. Mấu chốt ở đây là phải tạo được sự minh bạch về chất lượng và giá cả trong chuỗi từ khai thác, nuôi trồng đến cung ứng ra thị trường. Điều này là rất quan trọng khi thực khách ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng hải sản. Cái điều tôi nghĩ là quan trọng trong lúc này đó là các cái thông tin cho một cái quá trình sản xuất các cái sản phẩm thủy sản nó được tạm gọi là từ ao nuôi tới bàn ăn, được cung cấp một cách tròn vẹn và đầy đủ cho người tiêu dùng. Và thứ hai là người Việt Nam cũng vẫn là khá nhạy với vấn đề giá cả đối với các sản phẩm thủy sản. Khởi đầu cho việc mang lại giá trị gia tăng cho mặt hàng hải sản, các đơn vị kinh doanh du lịch đã tính đến cách thức đưa món ăn hải sản đến du khách với chất lượng cao nhất. Những loài hải sản này, thay vì xuất khẩu, nay được tiêu thụ trong nước, đưa đến những thực khách là người nước ngoài. Đây như là kiểu xuất khẩu tại chỗ cho mặt hàng hải sản. Vấn đề còn lại là chủ nhân của những sản vật biển ấy có biết tạo sức hút cho lợi thế ẩm thực biển hay không. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi, nhờ thời tiết thuận lợi nên lượng khách du lịch đến với di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tại tỉnh Quảng Bình đã tăng cao so với cùng kỳ. Chỉ tính riêng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết đã có hơn 9.000 lượt du khách đến với Phong Nha Kẻ Bàng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế trên 1.400 lượt người, tăng 110%. Lượng khách du lịch chủ yếu tham quan động Phong Nha, động Tiên Sơn, đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 quyết thắng. Đặc biệt, tuyến du lịch khám phá sông Chày, hang Tối và hình thức du lịch đu dây zip line để tắm sông đã thu hút đông khách du lịch quốc tế. Trong số những đề tài nghiên cứu khoa học vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nghiệm thu, có rất nhiều đề tài được đánh giá cao về ứng dụng thực tiễn, có ý nghĩa văn hóa xã hội và giá trị kinh tế. Một trong số đó là đề tài về máy khắc gỗ, trùng tu di tích lịch sử văn hóa. Đề tài được nhóm nghiên cứu trẻ thuộc Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa thực hiện, xuất phát từ nhu cầu thực tế, phục dựng lại nguyên gốc các di tích bằng gỗ đã xuống cấp tại các di tích lịch sử văn hóa. Đây là máy khắc gỗ hay còn gọi là máy gia công gỗ, trùng tu các di tích lịch sử. Máy có thể tạo nên những sản phẩm khắc gỗ có kích thước lớn, lên tới 1,2 x 2,4 mét. Rất nhiều sản phẩm thử nghiệm đã được máy khắc gỗ tạo nên thành công như mã đáo thành công, cửu ngư quần hội, chùa một cột. Sau khi gia công xong thì sẽ mang lại được cái hơi thở văn hóa của thời đại đó. Tuy nhiên, sau khi gia công xong thì vẫn phải có người phục chế để họ đem nốt cái tinh xảo của cái nghệ thuật chạm gỗ vào trong cái máy này. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng máy và con người kết hợp với nhau. Để tạo nên một sản phẩm khắc gỗ, công việc đầu tiên là chụp ảnh hàng trăm các bức tranh gỗ, hoành phi, câu đối, kiểm tra độ nông sâu của chữ khắc tại các đình đền chùa cổ. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu phải tìm hiểu kỹ ý nghĩa, giá trị của di tích. Các bức ảnh chụp đã được nhóm thiết kế phục dựng lại nguyên gốc bằng công nghệ 3D trên máy tính. Tiếp đó là lập trình để chuyển vào máy khắc. Yếu tố quan trọng nhất đó là cái người thiết kế và người lập trình để đạt được cái độ tinh xảo như mong muốn. Hiện giờ một số làng nghề người ta đã sử dụng vào làm cái khâu thứ nhất, gọi là cái khâu tạo ra các cái sản phẩm cơ bản trước. Còn những cái gì tinh tế nhất thì lại dùng nghệ nhân để thực hiện. Ví dụ như là gia công các cái mặt người thì riêng đôi mắt phải để lại để có hồn nhất, để lại còn đâu máy thực hiện tất cả các phần kia. Tại đình đền Kim Liên, Hà Nội, công việc tu bổ tôn tạo di tích gỗ vẫn do các nghệ nhân tại Bắc Ninh đảm nhiệm. Tuy nhiên, khi nghe tin về máy khắc, ban quản lý ở đây cũng rất vui mừng.
Khu vực miền Bắc là cái thời tiết nóng ẩm, khí hậu nóng ẩm, nhiệt đới, cho nên là gỗ khi làm mà không chọn cẩn thận, mà mình cứ cần theo cái nhu cầu thời gian thì sẽ bị làm cái gỗ nó còn chưa khô hết. Mà cái tính năng của gỗ chưa tươi thì người thợ làm gia công người ta rất thích. Thế nhưng mà khi mà làm vào thành phẩm thì nó sẽ bị ảnh hưởng là co ngót, nó sẽ nứt nẻ. Mà nứt nẻ sẽ dẫn đến cái hư hại và không đẹp. Vì vậy mà cái việc mà phục chế đối với các công trình cấu kiện gỗ ở di tích là hết sức quan trọng và cần thiết. Hiện việc phục dựng các di tích gỗ vẫn được tiến hành bằng máy khắc tại một số làng nghề. Nếu công nghệ khắc gỗ kết hợp hiệu quả với tay nghề của các nghệ nhân, điều này sẽ giảm sức lao động, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất cho các làng nghề chạm khắc gỗ hiện nay. Thưa quý vị, đã trở thành một nét văn hóa từ xa xưa, cứ vào đêm ngày mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch, người dân khắp nơi lại đổ về tỉnh Nam Định, đông như mắc cửi, để mong tìm sự may mắn cho cả năm tại chợ Viềng, phiên chợ đặc biệt chỉ diễn ra đúng một đêm duy nhất trong suốt cả một năm. Và trải qua những thăng trầm lịch sử, chợ Viềng ngày nay đã trở thành điểm giao lưu văn hóa cộng đồng, hội tụ tinh hoa sản vật và cũng là nơi đón những chuyến xuất hành đầu xuân của khách thập phương về mua may bán rủi. Phóng sự của nhóm phóng viên VTV4. Một góc gian hàng đồ cổ tại phiên chợ Viềng đêm ngày mùng 7. Cụ Nguyễn Xuân Yết ở Thái Bình năm nay đã 80 tuổi và đã có 10 năm cụ gắn bó với phiên chợ Viềng Nam Định này. Mặt hàng mà cụ mang đi để bán là những đồ bát đĩa cổ, một trong những thứ hàng hóa được xem là độc đáo ở phiên chợ và cũng thu hút lượng khách khá đông người mua. Hàng năm tôi đến đây tôi bán rau duyên để lấy may, bán cho anh em xa gần từ Hà Nội. Về đây là anh em nào cũng mê. Năm nào đến tôi vui vẻ gặp gỡ trao đổi. Giá cả thì tôi bán được cái đồ này nó không có giá cả. Phù hợp người mua người bán là phù hợp đồ, niên đại. Cao thì cao tiền, thấp tiền, mua may bán may. Không chỉ có đồ cổ, đi chợ Viềng người ta có thể tìm thấy rất nhiều thứ để mua. Nhiều nhất là cây cảnh cho đến các vật dụng khác như dao, cuốc xẻng, lưỡi liềm, rổ giá hay những thực phẩm thiết yếu như thịt bò, quần áo, giày dép. Du khách còn có thể tìm thấy ở đây những bộ tế khí, đồng xu may mắn cùng hàng trăm thứ vật dụng linh tinh khác. Từ người bán cho đến người mua, ai nấy đều vui vẻ, niềm nở và mang một tâm niệm bán đi cái rủi, mua sự may mắn để cả năm được phúc lộc dồi dào. Mình mua những cây đẹp thì nó có lộc đầu xuân thì về cả năm làm ăn nó gặp nhiều may mắn. Với tinh thần bán được là quý, mua được càng may, cho nên phần lớn người đi chạy chợ âm phủ đều tìm thấy niềm vui, tìm thấy được cái cảm giác hư hư thực thực và tìm thấy được những thứ mình cần. Những cái được ấy chính là nét duyên ngầm, là lý do từ ngàn đời nay mà chợ Viềng ở vùng đất cổ Nam Định đã quyến rũ được hàng vạn du khách thập phương đến hẹn lại hối hả đổ về. Anh ơi, anh cho em hỏi cái này bao nhiêu tiền ạ? Cái này 50.000. Mua rủi bán may ấy mà. Em sẽ lấy cái này. Cảm ơn chị. Vâng, thưa như thưa quý vị, như quý vị đã thấy thì ở một phiên chợ rất là đặc biệt, phiên chợ Viềng này diễn ra chỉ duy nhất một ngày. Đây là một phiên chợ rất đặc biệt bởi lẽ ở đây cả người bán và người mua, người bán thì không nói thách và người mua thì cũng không mả cả. Với một ý niệm, với một mong muốn rằng là sẽ bán đi được những điều rủi ro và mua được những cái điều may mắn. Và cũng giống như tất cả mọi người đi phiên chợ ngày hôm nay thì tôi cũng chọn cho mình một cái niềm may mắn và hy vọng sẽ có một năm thật là an lành. Ở phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là các thông tin về dự báo thời tiết. Bản tin thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại các chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website vtv4.vn cũng như là trang YouTube chính thức của Ban Chuyển đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.